好，找些找看我干嘛？干过个半。啊。找去找看我干嘛？干过个半。嗯。找去看我干嘛？干过个半。啊。Lâu quá rồi, sao lại dạo này nhà cửa nào có vệ sinh sạch sẽ không? Hả? Có lau dọn thường xuyên không? Đại ca. À. Ừ. Nói cháu nói đi. Cháu xong. Ừ. Cảm ơn các bà, các cô, các bác. Cảm ơn à? Ừ. À. À. Cảm ơn, hay xin chào. Chào. À. Lòng biết chào. Lại lâu lâu rồi. Lâu gì? Là lâu đâu? Hả? Vừa gặp xong là lâu gì? Vừa mới gặp đây, mới đây đây, lâu gì? Lâu rồi. Ừ. Cháu Sùng xin chào dư. Cháu Sùng xin chào. Các cô, các bác, các cô, chị. Lại u rồi. Lại u rồi. À, được. Ok, bây giờ mưa quá, đi vào nhà nhá. Hồi anh lấy đồ tí đi. Đây. Anh gài cho cái mic nói chuyện cho ông, cùng ông các bạn cho to nhé. Yeah. Ok. Này. Xuống này. Được. Cầm gói đường cho chú này. Hơi 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 mưa, hơi ướt rồi đấy. Này, cái này là của yeah. Cậu chứ này. Chứ. Đấy. Ôi, mưa quá các bác ạ. Mưa quá. Bây giờ là mưa đã về rồi, mưa về, mưa phùn vào đây là mưa rất là to luôn. Đây, chỗ này gần ướt rồi. Đây, bên kia mây mù giống như mùa đông luôn rồi. Đây, thời tiết thay đổi chóng mặt quá. Hôm qua thì nắng to, hôm nay thì mưa. Đây, một cái đống đồ luôn như này các bác ạ. Xin chào quý ba anh chị và tất cả mọi người, tiếp tục quay trở lại với video ngày hôm nay trên kênh của mình Hiếu. Chúc tất cả quý vị có một ngày mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Hiện tại thì mình Hiếu đang vào đến nhà của các cháu chứ Dê Súa. Cũng khá là lâu rồi. Ngày hôm nay thì mình Hiếu đem theo một món quà của chị Hà vào chào cho các cháu, cũng như là vào xem các cháu trong thời gian vừa rồi là ở như thế nào, sinh hoạt ra sao, có những sự thay đổi gì không, đặc biệt là cậu chứ. Cậu chứ thì rất là lì lợm luôn, khó bảo lắm. Đấy. không giống như là, nói chung là Xính Mỹ Minh thì được cậu Xính, và Mỹ với Minh thì cũng thế thôi, cũng rất là lì. Đấy. Ở đây thì cậu chứ thì rất là lì, còn Dìa Súa thì còn bảo dễ nghe tí, còn bảo biết nghe tí, còn bây giờ thì không vào thường xuyên như đợt trước nữa. Như trước thì chưa có nhà thì còn vào thường xuyên và chia sẻ, hầu như tuần nào cũng có mặt ở đây để dặn dò các cháu rồi chỉ bảo. Còn bây giờ nhà xong rồi, mọi thứ ok rồi thì không còn vào nhiều nữa, không còn thời gian vào nhiều nữa các bác ạ. Ngày hôm nay thì mình Hiếu cuối tuần thì cũng có một chút thời gian để vào thăm các bé, cũng như là đem cái món quà của chị Hà đến với các cháu. Đấy. Còn bây giờ thì có lẽ là xin mời mọi người, bởi vì là mưa quá các bác ạ. Mưa quá, không vào nhanh là tí nữa còn mưa nữa cơ. Mưa đang mưa phùn rồi. Súng ơi! Ra đây hộ anh lấy đồ tí. Chữ Dìa Súa ở nhà không? À đấy, chữ Dìa Súa đây. mưa đang mưa nhỏ nhỉ. Chào. Chào chị, chào các ông, các bà, các cô, các bạn. Chào chị, chào các ông, các bà, các cô, các bạn. Ừ. Chào chị, các ông, các bà, các cô, các bạn. Lâu quá rồi, sao lại dạo này nhà cửa nào có vệ sinh sạch sẽ không? Hả? Có lau dọn thường xuyên không? Đại ca. À. Nói đi. Cháu xong. Ừ. Cảm ơn các bà, các cô, các bác. Cảm ơn à? Ừ. À. À. Cảm ơn, hay xin chào. Chào. À. Lòng biết chào. Lại lâu lâu rồi. Lâu gì? Là lâu đâu? Hả? Vừa gặp xong là lâu gì? Vừa mới gặp đây, mới đây đây, lâu gì? Lâu rồi. Ừ.
Cháu Sùng xin chào chứ. Cháu Sùng xin chào các cô, các bác, các cô, chị. Lại u rồi, lại u rồi. À, được, ok, bây giờ mưa quá, đi vào nhà nhé. Hồi anh lấy đồ tí đi. Đây. Anh cài cho cái mic nói chuyện cho ông, cùng ông các bạn cho to nhé. Ok, này, xuống này, cầm gói đường cho chú này. Hơi mưa, hơi ướt rồi đấy. Đây, cái này là của cậu Chứ này. Đấy. Đây. Cái này là của Dìa này. Đây. Đây, cầm cái cổ đó. Cầm cái này. Đấy. Xuống cầm được không? Đấy. Rồi. Cái này của em. Còn cái này của anh. Ok. Nha. Đấy. Mưa quá làm cái gì rồi? Mưa thế này làm cái gì? Mưa thế này ở nhà. Ở nhà thôi à? Ở nhà ăn xong ngủ à? Đúng mà. À ít giờ. À, xong thì không phải đi cắt cỏ. Có cắt cỏ không? Bò vẫn ở đây hay mang lên trên rồi? Bò ở đây. Một con ở đây à? Hai con. Hai con vẫn ở đây hết à? À ý là một con đen của em là ở đây à? Một con bé là mang trên kia rồi. Con bé là mang lên trên rồi. Còn con đực là ở đây đúng không? Đúng. Đây chiếc kia bò em kẹt quá. Hả? Bò này em. Thế nó một mình nó khóc lên ở trên kia nó buồn nó chả kêu to lắm à? Kêu to mà. Có kêu to không? Không to đâu. Hả? Bố con thích thì bố bảo nó lại kêu. Rồi để đấy đã. Hôm nọ trồng đu đủ đây có lên không? Cây ăn quả đây có lên không? Lên mà. À lên rồi đấy. Ôi rồi làm cái dây gì này? Dây phơi à? Dây phơi mà. Ôi đây này, dây này mà tối mà không để ý ra là móc cổ à? Hả? Cổ. Cho nó cao lên, dạ. Lấy cây trống này lấy cao lên. Dạ. Ờ. Như này là đúng tầm cổ luôn đấy. Say rượu là về là... Đúng ạ. Ná luôn đấy. Đúng. Phải không? Đi à. Móc đúng cổ luôn đấy. Đúng. Phải không? Dạ thật. Nên chế đừng tội xong rồi đấy. Đấy, cây đu đủ lên. Ồ, cây đu đủ lên tốt phải đây. Đúng. Cây kia mới tốt đấy. Trồng cả đu đủ cả mận nữa à? Đúng mà. Tuấn mang mận vào trồng nữa à? Đúng. Ừ. Tuấn thì cho phân thì tốt. Cho phân thì... Có cho phân không? Cho. Mấy cậu này trời mưa không thu quần áo à? Hả? Quần áo không có cho phơi ở trong nhà ở đấy à? Vừa. Mưa đây hả? Vừa giặt à? À. Vừa giặt nhưng mà mưa cũng phải thu vào chứ. Không có móc à? Sao lại phơi thế này? Ôi, thế thì phải bảo bà lấy móc phơi như thế kia chứ. Mai là làm một cái xào Sùng thiết kế một cái xào cho các cháu ở chỗ kia kìa. Cái hiên nhà bếp kìa. Ừ. Móc lên. Mưa thế này phơi này thì có tác dụng gì? Đúng hả? Mưa này phơi này không có tác dụng gì đâu. Không có tác dụng. Ờ. Mưa rồi cho lại như thế này thì hôi lắm. Đúng. Quần áo hôi mùi hết. Trồng nhiều đu đủ hết rồi đấy. Đây có hôm nọ trồng là bao nhiêu cây? 8 cây. 8 cây á? À, lên cũng gần hết đấy nhỉ? Đúng. Cỏ rất là tốt luôn các bác ạ. Cỏ ở đất mới không phải nói rồi này. Cỏ đấy thì hợp lý luôn. Nước còn về không? Nước về. Còn bơm nước không? Bơm à. Hả? Một tuần bơm một lần. Một tuần bơm một lần à? À. À bơm đầy tách gì? Bơm đầy tách nữa. Ừ, bơm để ý nhá. Được. Nhớ chưa? Nhớ. Không là cháy máy bơm đấy. Yeah. Nhớ chưa? Yeah. Ừ. Thế là nước bên kia là bây giờ thoải mái rồi nhỉ? Thoải mái rồi. Hả? Thoải mái rồi. Nếu kia bị cái thoải mái đầy. Ờ. Chờ không nói gì đâu gì. Không nói gì mà. Ừ. Đấy ở cái nền này nó vẫn còn sụt rất nhiều đấy các bác ạ. Chỗ nền này nó vẫn còn lún nhiều lắm. Đây chỗ kia là hôm nọ đổ bê tông là nó gần dần hở ra kia, thấy chưa? Thấy. Đấy, là may là nó còn đổ, hôm nọ là còn đổ 1 mét đấy. Đúng. Đổ to nữa là nó bên dưới là bây giờ nó đang rống này, hiểu chưa? Hiểu. Chỗ đất này là đất mượn. Đúng. Nên là nó như thế đấy. Chứ thời gian này là làm cái gì? Ở nhà làm gì, có học bài gì không? Không học đâu phải không? Ừ. Nghỉ hè ở nhà là không xem bài gì à?
Như thế con này bị ở nhà thì cũng tớ này là lên lớp mấy? Lớp 7 à? Có được lên không? Cô giáo có được lên lớp không? Cứa có một bữa. Chưa, cô giáo chưa bảo. Ừ. Cô giáo không bảo là được lên lớp à? Ừ. À. Thì chả biết một tuần hay hai tuần hết, cô giáo mới bảo. À. À, sang tuần là khả năng là đi học đấy. Đúng. 20 là đi học đúng không? 20, 20, 21 là đi học rồi đúng không? Ờ. À. Xem là giặt lại quần áo đi nhá. Nhớ chưa? Đi học là giặt lại quần áo. Quần áo nào đi học thì giặt lại đi. Giặt lại sạch sẽ, gấp vào đàng hoàng đi. Đấy. Nghịch ít thôi. Đấy cái quần kia kìa. Toàn dính toàn đất kìa. Giặt không ra kìa. Xong là cắt tóc đi nhá. Đi cắt tóc đi. Đấy. Tí nữa chú đưa tiền cho là mai đi. Cả cậu riêng nữa. Đi cắt tóc gọn gàng đi. Lấy dầu gội về gội đàng hoàng cho thơm tho vào. Toàn đợt nọ cắt là đầu toàn cháy thôi, toàn là con cháy còn giận thôi. Đấy, các cháu là không có ai bảo nên có khi còn tối có tắm bao giờ không? Đội này tối có tắm không? Tắm. Hả? Tắm. Tối có tắm rửa không? Ừ. Tối nào cũng tắm à? Tối nào tối cũng đứng nào tắm. Quần áo đi học là có chưa? Ông khách nhà gần đây là nè, nếu mà khách nhà gần đây là có chưa, có quần áo chưa? Thế đi học bằng cái gì, cởi chuồng đi à? Mặc cái gì đi? Mặc cái cú cái nào đi học thì phải để đi học chứ, cái đi học cũng mang đi chơi, đi lấy cỏ xong là đi làm cái gì bẩn hết thế kia thì làm sao mà mang đi học được nữa. Đấy, thấy chưa? Quần áo không có đi học thì làm nào? Ở bể cái bể nước này còn có nước nhiều không? Có mà. Đầy gì? Đầy. À. Ừ. Ôi có mùa thì mùa trời còn nước thì mùa xuống thì đầy. À. Mưa là phải cho vào nhá. Cho vào. Nhớ chưa? Nhớ. Bây giờ trở đi là không mưa mấy đấy. Đúng rồi. Nó mưa ít đấy. Đúng. Có mưa nhưng mà nó mưa ít, nó không mưa to nữa. Đúng. Ừ. Ôi bà đang nấu cái gì đấy? Nấu rau. Nấu rau ăn cơm á? À. Sao lại ăn cơm giờ này? Nấu rau. Ôi không Sùng ạ. Hả? Như này là anh thấy không ổn đâu. Đúng rồi, đẹp. Lúc nào mưa to mới lấy vào. Mưa to á? Ừ. Bố bảo anh lấy cho thôi. Mưa bé này lấy vào làm gì? Đúng rồi. Mưa bé này nước nó không sạch hiểu chưa? Nước không sạch nữa. Mưa bé này nước nó ở mái nhà nó chưa được sạch ấy. Đúng rồi. Tối mưa to thì mình cho vào thoải mái mà. Đây này, ở trong này em thấy trong này chưa? Thế này. Ừ. Toàn rác này này, toàn lá cây với các thứ này. Ừ. Đấy. Thấy chưa? Ừ. Thì hôm nào anh mới bảo là khi nào mưa to thì mới cho vào ấy. Bảo bố là lúc nào mưa to thì cho, mưa ít thì không cho, mà bố bảo nó là mưa ít thì cứ cho. Okay. Mưa bé thì cho vào là không giải quyết được gì đâu. Ừ. Nó nước nó không được sạch ấy, hiểu chưa? Đâu hiểu. Đấy. Đây này, mấy đứa này này. À, quần áo là vứt hàng đống này. À, không giặt đi này. Đấy. Có thời gian toàn đi mải chơi đúng không? Nó chạy ra khỏi nhà mùa. Nhá, tí nữa là giặt luôn nhớ chưa? Giặt hết đống này đi, giặt quần áo đi nhá. Mấy hôm trước nắng thì không giặt đi. Nắng thì phải chịu khó giặt quần áo đi chứ. Cái tách này đầy gì? Dạ biết à, bố chẳng biết tại trong thằng. Bố có biết bơm nước không? Biết mà. Biết à? Bố biết cắt đĩa. À. Đây mà. Ờ à, đây là được rồi. Nước đấy là chỉ nấu ăn với rửa rau nhá. Nước là nấu cơm này, uống thôi. Ờ. À, nấu cơm với uống nhá. Đúng rồi. Còn nước mưa kia là giặt quần áo các thứ. Đúng rồi. Trời. Ồ. Đấy. Mưa nắng thất thường là sắp cúm tiếp rồi. Sức khỏe là phản ứng không kịp được. Rồi, bây giờ là đi vào nhà, đi vào đây xem nào. Đi vào đây, nhấc vào đây. Nhấc đồ vào đây. Đây, đây, một cái. Có lau nhà bao giờ không?
À, đồ này có lau nhà bao giờ không? À, nhà cũng tương đối sạch như này là tạm tạm được rồi. Nhưng mà chỗ bếp là cần phải bát đũa rửa sạch sẽ đi nhá. Ăn cơm phải rửa bát đi nhá. Chú nhận chứ suốt rồi. Chứ là không không nghe lời mấy đâu nhá. Thứ nhất là muốn đi chơi là phải giặt quần áo xong này, rửa bát xong này, lau nhà xong này thì mới được đi chơi chứ. Đấy, có thời gian thì nghiên cứu, học học bài, đọc sách đi cho nó giỏi đi. Sau này mới giỏi được chứ. Đi chơi suốt là không được đâu. Nói câu chứ là không 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 tiếp thu mấy. Lì lắm. Đấy, ngày hôm nay thì chú mang đến cho các cháu một món quà nhá. Món quà của bà Hà ở Hải Phòng nhớ chưa? Tí nữa là cảm ơn bà một câu nhá. Là gồm có sữa này, mì tôm này, gạo này, đường này, dầu ăn này. Cái này biết biết cái gì không? Cái này có biết cái gì không? Ừ. Ừ, cái này là dầu ăn đúng không? Cái này là cái gì? Nước mắm. Nước mắm. Có nên ăn không? Ăn được không? Ăn được. Ăn được à? Ừ. Thế cái này là cái gì? Bánh. Bánh kẹo à? Có ăn được không? Có. Tưởng không ăn được cho chú mang về. Ăn được không? Đấy, chị Hà rất là cẩn thận này các bác ạ. Những món quà này chị ghi tên luôn này, ba cháu chữ Giê Xu này, thế nên là phát cũng rất là dễ luôn. Đấy, còn cái gì nữa hết chưa nhỉ? Hết rồi phải không? Cái này là cái gì à? Giê sữa à? Uống mấy lần rồi? Đưa uống sữa này mấy lần rồi? Mấy lần? Còn nhớ không? Còn nhớ không? Không nhớ à? Uống nhiều lần quá không nhớ à? Đấy. À, ông đâu rồi? Ông á. Ờ. Đi bảo ông với bà về đây xem nào. Nên là nó là có gì à? Hôm nay cháu lại có quà về cho bà nhá. Bà có nghe được câu tiếng phổ thông nào không? À, có hiểu không? Bà. Bao chị bao? Có hiểu. Bao mè mè không? Hả? À, hôm nay lại có nhá. Có sữa, mò sữa này, mò plê này, mì tôm này, nước mắm là cái gì? Nước mắm. Vậy em mong là nước mắm. À, nước mắm này, dầu thực vật này, thà này. Đấy. Thà xanh tổng tổng. Đấy. Đây, cho bà một hộp này. Đây, cho ông này. Lâu quá không gặp ông rồi, nhưng ông hôm nào vào là vẫn có quả áo này. À, chỉ mặc quả áo như này thôi. Quả áo này huyền thoại. Chào xin chú. Ừ, uống đi. Chào xin chú. Ờ, đấy. Uống đi nhá. Ừ. À, sùng lớn rồi thì thôi nhá. Ừ. Đây là món quà của chị Hà ở Hải Phòng nhá. Chị Hà là gửi cho nhiều lần lắm rồi đấy nhá. Ờ, gửi cho nhiều lần lắm nhá, gửi cho quà nhiều lần lắm. Đấy. Ờ. Ờ ok. Ờ, hau đi. Hau sữa đi. Ừ. Uống sữa đi. Nào, cái này nhá. Không phải vứt đi đấy đâu chứ nhá. Và chứ là xuống. Nhặt lên. Đây này. Gọn gàng, ờ phải gọn gàng nhá. Ở nhà là không học bài gì cả. Toàn đi chơi thôi phải không? Chứ phải không?
Đấy. Không chịu khó học là không được đâu. Ông có uống được không? Ông có chọc được không? Tí nữa lại đổ ra hết, bẻ bẻ cái đấy lên. Không biết bẻ cái đấy thì nó bóp phát lại lại ấy. Ông uống sữa thì hợp lý rồi. Không có răng thì uống sữa là hợp lý rồi. Có hơi sữa tằm, có mấy rồi. Tại vì nó mất hơi, có mất hơi. Tôi cứ nói gì lần tàn. Cầm ấy, bè bè đấy đúng rồi, tí nó rớt ra ngoài bây giờ. Sữa này một ngày được một hộp thôi nhớ chưa? Chia cho cả ông bà nữa nhá. Tí nữa cất đi ông chia cho cả ông bà nhá. Một ngày là một hộp thôi. Còn uống nhiều là không có đâu nhá. Đấy, món quà của chị Hà các bác ạ. Ca chị ca, bò. Cái này là y nung y tù y hộp nhá. Hầu y hộp nhá. Hầu o hộp là chỉ mò ô. Hầu mềm mềm thôi. Hầu y hộp nhá. Hộp là gọi là gì? Hả? Hộp tiếng Mông gọi là gì? Tiếng Mông là? Tiếng Mông là y nung. Y lu à? Y nung hầu y lu. Y nung hầu y lu. À y lu à lại là. Nhớ chưa? Tí nữa là làm cái gì biết chưa? Biết chưa? Đây chú dặn là bảo tí nữa đi làm cái gì? Rồi. Cái nếm má này anh ạ. Cái nếm má này nó tên mong là tiến trợ. Tiến trợ? Ừ, của tiến trợ. À. Tiến trợ à? Thế dầu ăn kia là cái gì? Cho. Cái này là những cái câu đấy là khả năng sau này dìa dạy chú nhớ chưa? À dạy đúng rồi dạy chú nhớ chưa? Dìa nhớ chưa? Mai dạy tiếng Mông cho chú nhá chưa? Ừ. Chú dạy tiếng Kinh cho nhá, dạy tiếng phổ thông cho nhá. Hiểu chưa? Đấy. Biết nói tiếng Kinh ít quá thì hôm nào sang nhà chú ở 1-2 tháng vào. Nhớ chưa? Dạy cho chú tiếng Mông cho chú dạy cho dìa tiếng phổ thông nhá. Nhớ chưa? Ừ. Năm nay là học lớp mấy? Lớp 5. Lớp 5 à? Lớp 5 rồi á? Lớp 5 hay lớp 4? Lớp 4 hay lớp 3? Lớp 4. Sang năm này từ mấy hôm nữa đi học là học lớp mấy? Lớp 5 rồi. À ý giá lớp 5 rồi. Đấy, nhanh phết thế là học cùng Mỹ đấy các bác ạ. Mỹ cùng câu gì đấy. Có biết chữ không? Có biết chữ không? Kiểm tra chữ tí nào. Kiểm tra chữ cậu này nào. À, cái này không có chữ. À đây. Nào. Đọc cái chữ này cho chú này. Đi đây. Hả? Vào học lớp 5 mà không biết đọc chữ này thì học hành cái gì? Chữ gì đấy? Chữ này. Thế học học cái gì? Đi học và học cái gì? Hả? Ồ, chữ đọc được không? Được. Tin kiện. Chữ còn được đọc được tí. Ngoài ra thì vẫn như các cái món quà của các hoàn cảnh khác thôi. Chị Hà vẫn có 500.000 đồng nữa cho thêm các hoàn cảnh. Đây, ngoài cái này là còn chip bùa nữa nhá. Chip bùa nữa là cái này là bò mù càng kia. Mù càng kia rua lu trò này. Lu chỉ này. Tu chữ này. Tu dìa này. Tu xua này.
Đấy. Do mà. Ờ nhá. Còn lại là có thể là do rua gái nò. Hoặc là rua sò phà cũng được nhá, bà nhá. Đây. Đấy. Ờ rồi. Làm cả tôi rồi. Nhá bà nhá. Bởi vì là tiền số tiền cũng tương đối là lớn nên là mình Hiếu trao cho ông bà cầm. Đấy, mình Hiếu cũng có dặn là cho bà là mua quần áo cho hai cậu này, ba anh em, mỗi người một bộ. Đấy, một bộ thì ở trong quần áo trong chợ thì cũng mình Hiếu nghĩ là khả năng là sẽ được. Và cái số tiền đấy thì cho chứ thì mình Hiếu cũng không yên tâm, cho Gia thì cũng không yên tâm. Đấy, thực ra là các cháu còn hơi nhỏ. Đấy, đưa cho ông bà đi nhá, bà nhá, bó nhá, nhá rua cho mi tu mũ cả tơ nhá. Chỉ mua lu trò dùng mũ cả tơ là chỉ tàu. Khâu chỉ nữa này, khâu chỉ này chỉ tàu lỗ mũ chỉ tàu ơ. Đấy, còn bây giờ thì chứ đi. Cháu chú cảm ơn bà. Cháu chú cảm ơn bà đã gửi bánh kẹo cho chúng cháu. Bánh kẹo có cái gì nữa không? Mì tô. Sữa. Và tiền. Cảm ơn bà luôn luôn sức khỏe. Được, tạm được. Xem nào, cậu này là cậu lớp 4 với cậu gì xem nào, có tốt hơn cậu gì không? Cháu gì? Nói hay lo. Hay lo. Cháu Diên cảm ơn bà Tính. Bà Hà. Bà Hà không? Gửi bánh kẹo cho các cháu. Mì tôm. Sữa. Gạo. Hết chưa? Hết. Hết rồi hả? Nào. Trà sữa. Hành con trộn. Cả. Hành con trộn đã uống non. Cả. Bà. Tông. Sữa. Hương gạo. Rồi. Cho các cháu. Được. Nhưng mà không biết chữ à? Chán nhỉ? Hả? Lớp 4 nữa không biết chữ á? Không đọc được luôn á? Hả gì á? Không đọc được luôn à? Con đọc được không? Đây là tờ lớp của ta này. Hả? Đâu. Con đọc được không? Thế sao đưa cái chữ kia không đọc được? Hả? Thế cái chữ này là chữ gì? Sữa ở đâu, có chữ sữa nào? Có không? Không. Có chữ sữa không? Đây mà, đây là chữ gì? Chữ gì? Có biết không? Không. Học lớp 4 mà không biết đọc chữ đấy á? Thế thì chán rồi. Có thuộc bảng cửu chương không? Hả? Có thuộc bảng cửu chương không? Đọc bảng 6 cho nào. Đọc bảng 6 cho nào. Bảng cửu chương ấy, không biết bảng cửu chương là bảng gì không? Không biết luôn. Ui dồi ôi. Thế 1 cộng 1 bằng mấy? 1 cộng 1 bằng 2. 2 cộng 2 bằng mấy? 2 cộng 2 bằng 4. 4 cộng 4 bằng mấy? 4 cộng 4 bằng 5 à? Hả? 4 cộng 4 bằng 5. 4 cộng 4 bằng 5 à? 5 cộng 5 bằng mấy? 5 cộng 5 bằng 6. 5 cộng 5 bằng 6. Thế 6 cộng 6 bằng mấy? 6 cộng 6 cộng 7. Hả? 6 cộng 7. 6 cộng 6 bằng mấy? 6 cộng 6 bằng 7. 6 cộng 6 bằng 7. Quá giỏi, quá siêu nha. Quá xuất sắc. Vào chữ, đúng không? Đúng không chữ? Diên làm phép tính đúng không?
Hả? Đúng à? Không đúng. Không đúng à? Vâng. Đúng hay không đúng? Không đúng. Không đúng à? Vâng. À, thế 6 cộng 6 bằng bao nhiêu? 6 cộng 6 12. À, 12 cộng 12 bằng bao nhiêu? 12 cộng 12 14. Ờ, 24. 24 rồi. Thế 24 cộng 24 bằng bao nhiêu? 48. À, đấy. câu chữ này được. Có thuộc bảng của chương không? Có. Thuộc hết không? Không. Có thuộc hết không? Không. Không thuộc hết à? Vâng. Không thuộc hết làm sao mà làm toán được? Lớp 6 rồi sao lớp 7 chưa bảng của chương là ở cấp 1 rồi. Là thuộc vèo vèo rồi. Câu này là không thuộc bảng nào đúng không? Bảng 1 có thuộc không? Sao? Bảng 2 có thuộc không? Không. Ôi. 6 cộng 6 bằng 7 là biết rồi, là không thuộc bảng kiểu chương rồi. Đấy. Đánh giá là còn tịt hơn cả câu gì nữa. Câu gì còn vớt vát được mấy cái bảng kiểu chương. Đấy, câu này là còn không vớt vát được gì cả. Và cũng không biết chữ luôn. Đấy. Chữ cũng không biết luôn. Học hành thế nào? Đi học làm cái gì? Không biết chữ thì đi học là học cái gì? Học cái gì? Thế cô bảo đọc bài thì đọc kiểu gì? Thưa cô em không biết à? Hả? Làm kiểu gì? Hả? Gì? Làm kiểu gì? Cô không biết là làm kiểu gì? Rồi, tôi đối là mệt đấy nhá. Cô cố gắng là không được đâu, chứ là còn tạm được tí. Nhưng mà riêng là như học như này là không ổn rồi. Là không ổn tí nào rồi. Nên là cần phải cố gắng. Đấy cái món quà hôm nay nhá, bà nhá, ông nhá. Là cháu gửi cái món quà cho ông bà rồi nhá. Đấy và cái số tiền này ban nay cháu bảo rồi nhá. Là pò mù ca kia là rua không chỉ lo nút trò cho mi tu chư này. Mi tu dìa này. Đấy mi xài xúa này. Đấy. Dùng cho nó mù cả tơ nhá. Sắp mù cả tơ rồi đấy. Thế là như vậy. Đấy. Kiểm tra kiến thức các cháu một tí nhưng mà hơi đuối. Câu chữ thì còn đọc được, chữ thì còn chưa kiểm tra sâu hơn mình không biết. Nhưng mà riêng là không được rồi. 6 cộng 6 bằng 7, 5 cộng 5 bằng 6 là chịu rồi. Học hành như thế là chết dở rồi. Đấy. Thì ngày hôm nay thì mình Hiếu cũng đến đây và trao cái món quà của chị Nguyễn Thị Bích Hà ở Hải Phòng cho các cháu chữ riêng xuống. Và số tiền 500.000 đồng nữa các bác ạ. Thông qua video này thì mình Hiếu cảm ơn chị Hà rất nhiều. Đấy, và chúc chị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn. Đấy. Thời lượng video ngày hôm nay thì mình Hiếu cũng tạm thời là gác lại ở đây các bác ạ. Vào nhà các cháu chữ Giê-xu thì cơ bản là các cháu cũng có ý thức một chút rồi, có ý thức một chút rồi. Thứ nhất là vệ sinh nhà cửa các thứ, những cái khoản mà quần áo các thứ này là chưa được, bởi vì là mình không ở thường xuyên, các cháu thì nghịch nữa, mình không ở cùng thường xuyên. Đấy. Xong sau đó là về là không ai dặn, không ai nói, không ai bảo nữa thì các cháu cũng không làm, lại nếp cũ. Đấy. Cái khâu vệ sinh cá nhân là chưa ổn lắm. Thế là như vậy. Thế còn bây giờ thì có lẽ là mình Hiếu xin khép lại video ở đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của mình Hiếu. Xin hẹn gặp lại toàn thể quý vị trong những thước phim tiếp theo. Xin chào.